Kính thưa các bạn, trong phần này chúng ta sẽ học qua bài Nghi thức trì tụng Bạch Y Thần Chú. Tiếng Phạn gọi là Pandaravasini Dharani. Kính thưa các bạn, Bạch Y có tên Phạn là Pandaravasini, dịch âm là Bạn Đà Na Phọc Tự Ni, Bán Nô La Phạ Tất Ninh, Bán Nô La Phạ Tất Nể, hay là Bạc Nô Phọc Tất Ni, và dịch ý là Bạch Sứ hay Bạch Trụ Sứ. Đây là vị tôn thứ 6 trong 33 hóa thân của Quán Âm. Tôn tượng thường mặc áo trắng, ngồi trên hoa sen trắng. Màu trắng ở đây biểu hiện tâm bồ đề, hàm ý là trú nơi tâm bồ đề trắng sạch. Một hành giả tu tập quán chiếu tâm ngũ uẩn giai không. Tất cả các tâm hành không còn lăng xăng khuấy động nữa. Lúc đó thì hành uẩn chỉ hoạt động, gọi là duy tác, tức là không tính toán, nhưng ứng tâm chính xác, phi thiện phi ác. Thức uẩn không còn nhóm chứa các chấp tàng, tức gọi là ngã ái chấp tàng, nên gọi là bạch tịnh thức. Đó là sự trong sáng, thanh tịnh của tâm bồ đề. Bởi thế, vị tôn này được gọi là Đại Bạch Y Quán Âm, Bạch Sứ Tôn Bồ Tát, Bạch Sứ Quán Âm, Phục Bạch Y Quán Âm, hay Bạch Y Quán Tự Tại Mẫu. Đây là một số hình ảnh tượng trưng cho Ngài Bạch Y Quán Âm Bồ Tát. Thì theo nghi thức trì tụng Bạch Y Thần Chú, chúng ta sẽ trì tụng thứ nhất là tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, tu rị, ma ha tu rị, tu tu rị ta bà ha, câu này chúng ta tụng 3 lần. Và câu tiếng Phạn chúng ta sẽ đọc là Ture ture maha ture tut ture swaha. Ture ture maha ture tut ture swaha. Ture ture maha ture tut ture swaha. Đó. Thì cái chữ này, chữ re chúng ta sẽ đọc 2 nhịp. Ture ture maha, chữ ha là đọc 2 nhịp. Maha ture tut ture tut ture swaha swaha. Thứ hai là chúng ta sẽ đọc tịnh thân nghiệp chân ngôn. Tu đa lị tu đa lị tu ma lị tu ma lị ta bà ha, câu này chúng ta sẽ đọc 3 lần. Thì câu tiếng Phạn chúng ta đọc là Sudori sudori sumoli sumoli swaha. Sudori sudori sumoli sumoli swaha. Sudori sudori sumoli sumoli swaha. Thì chữ S mà có dấu sắc ở trên này, chúng ta ển cong cái lưỡi lên cái vòm trên và phát ra âm thanh sha sha. Sudori, chữ đô và chữ mô là chúng ta phải đọc 2 nhịp ha. Sudori sudori sumoli sumoli swaha. Chúng ta đọc câu này 3 lần. Kế tiếp là chúng ta đọc an thổ địa chân ngôn. Câu này chúng ta sẽ đọc 3 lần. Nam mô Tam Mãng Đa Mục Đà Nẵm án đổ rô địa vĩ ta bà ha. Câu tiếng Phạn chúng ta sẽ đọc như sau. Namasamanta Buddhanam Om Dhuru Dhuru Devi Swaha. Namasamanta Buddhanam Om Dhuru Dhuru Devi Swaha. Namasamanta Buddhanam Om Dhuru Dhuru Devi Swaha. Đó. Thì chữ này chúng ta đọc là Namma Namma. Nào, Samanta. Thì khi chúng ta đọc ghép lại thì chữ H này chúng ta không có đọc lên là chữ H ha, chúng ta đọc là Namma Samanta, Namma Samanta. Đó, giống như là chữ S đó. Namma Samanta. Chữ H này là chúng ta đọc giống như là chữ S, Namasamanta, đúng không? Để cho cái âm điệu của nó liền mạch với nhau, nó gọi là Sandhi á.
Sandhi trong tiếng Phạn là như vậy. Namasamanta Buddhanam Buddha. Chữ Tha này là đọc âm bậc và đọc hai nhịp Buddha Tha Đờ chứ không phải là thờ nha, không phải là Buddha, là Buddha Buddha Nam. Chữ Nam không phải là Nam mà là Nam, bởi vì chữ A là A dài nè. Buddha Nam. Om Om, chữ O là hai nhịp. Duru, chữ D này đọc âm bậc ha. Duru Duru. Devi, chữ D là hai nhịp, chữ V là hai nhịp. Swaha Swaha là chữ xóa là hai nhịp, chữ Ha là hai nhịp. Chúng ta đọc câu này ba lần. Và cuối cùng là chúng ta sẽ tụng bài Bạch Y Quán Thế Âm Đại Sĩ Linh Cảm Thần Chú. Trước hết là chúng ta đọc câu niệm danh hiệu ba lần. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát. Đó, câu này chúng ta sẽ đọc ba lần. Câu này được gọi là câu niệm danh hiệu. Và sau khi đọc câu đó ba lần thì chúng ta vào đọc câu chú. Câu chú là hết cái phần này là câu chú nè. Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng, Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Đát Chỉ Đá Án Già La Phạt Đá, Già La Phạt Đá, Già Ha Phạt Đá, La Già Phạt Đá, La Già Phạt Đá, Sa Ha, Thiên La Thần, Địa La Thần, Nhân Ly Nạn, Nạn Ly Thân, Nhất Thiết Tai Ương Hóa Vi Trần, Thiên La Thần Đẳng. Đó, chúng ta đọc bài này ba lần là từ chữ Nam Mô Phật cho tới chữ Thiên La Thần Đẳng là chúng ta sẽ đọc ba lần. Đó là phần câu chú tiếng Việt. Thì có nhiều tài liệu không có ghi câu Thiên La Thần Đẳng, tuy nhiên một số tài liệu ghi nhận câu này sẽ tăng thêm phần linh nghiệm cho câu chú. Thì chúng ta sẽ thêm vào đó để chúng ta đọc cho chúng ta biết. Câu tiếng Phạn thì chúng ta sẽ đọc như sau. Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya, Namo Arya Valokiteshvaraya, Bodhisattvaya, Mahasattvaya, Mahakarunikaya, Tadyatha, Om Garavata, Garavata, Gahamvata, Rajavata, Rajavata, Swaha. Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya, Namo Arya Valokiteshvaraya, Bodhisattvaya, Mahasattvaya, Mahakarunikaya, Tadyatha, Om Garavata, Garavata, Gahamvata, Rajavata, Rajavata, Swaha. Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya, Namo Arya Valokiteshvaraya, Bodhisattvaya, Mahasattvaya, Mahakarunikaya, Tadyatha, Om Garavata, Garavata, Gahamvata, Rajavata, Rajavata, Swaha. Đó, thì câu chú này chúng ta đọc tương tự như thế. Thì chúng ta phát âm câu chú này như sau. Nam mô, chữ mô là hai nhịp ha. Nam mô Buddhaya, Buddhaya. Nhớ là chữ đờ, hờ là chúng ta đọc là đờ. Buddhaya. Chữ A là hai nhịp Buddhaya, chứ không phải là Buddha, không phải là thờ ha, không phải là Buddha mà là Buddhaya. Chữ mô này chúng ta đọc hai nhịp. Nam mô Dharmaya, Dharmaya. Chữ đờ hờ này chúng ta đọc âm bậc dha ra Dharmaya. Chữ này namas, chữ visarga này chúng ta chuyển thành chữ s ha. Namas sankhaya, sang
sần chứ không phải là sầm ha. Sần ga ga, chữ g hờ đọc là g g. Sần ga ya nama, sần ga ya nama Arya Arya Valokiteshvaraya, Arya Valokiteshvaraya Bodhi Bodhi Sattvaya Sattvaya Maha Maha Sattvaya Sattvaya Maha Karunikaya Karunikaya. Chữ N này chúng ta uống cong lưỡi lại và búng ra. Ni Karunikaya Tadyatha Tadyatha Tha 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 Tadyatha. Om Om Garavata, chữ va là hai nhịp. Garavata Garavata Gahamvata Gahamvata Rajavata Rajavata Swaha Swaha là hai âm, mỗi âm là hai nhịp. Sau khi chúng ta đọc câu chú tiếng Phạn rồi thì chúng ta đọc luôn câu này: Thiên La Thần Địa La Thần, Nhân Ly Nạn Nạn Ly Thân, Nhất Thiết Tai Ương Hóa Vi Trần, Thiên La Thần Đẳng, ba lần. Thì chúng ta đọc câu chú từ chữ Nam Mô Buddhaya cho tới chữ Thiên La Thần Đẳng là ba lần. Chúng ta đọc từ chữ Nam Mô Buddhaya cho tới chữ Thiên La Thần Đẳng này luôn một lần, rồi quay lại chữ Nam Mô Buddhaya cho tới Thiên La Thần Đẳng là hai lần, rồi quay lại đọc Nam Mô Buddhaya cho tới Thiên La Thần Đẳng là ba lần. Thì ý nghĩa của từ ngữ là như sau: Nam Mô Buddhaya là quy mệnh Phật Đà, Nam Mô Dharmaya là quy mệnh Pháp, Namasankhaya là quy mệnh Tăng Già, Namo Arya Valokiteshvaraya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahakarunikaya là Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Maha Tát. Chữ Garavata là chữ ghép của chữ Gara là áp đảo lấn át, chữ Vata là làm cho chuyển động. Chữ Gahamvata là chữ ghép của chữ Gaham là đi sâu vào bên trong nội tại. Rồi chữ Vata là giống như trên. Chữ Rajavata là chữ ghép của hai chữ Raja là vua, vương, quyền lực mạnh mẽ. Chữ Vata là như trên. Chữ Swaha là thành tựu kiết tường. Thì công năng của bài chú này là: thứ nhất là tránh được các tai nạn, tránh xa những chuyện xấu, chuyện dữ, không còn việc gì hại đến mình. Thứ nữa là gia đình nào hiếm muộn, khó có con, xin con sẽ được con, muốn sinh con trai hay con gái cũng được như ý cả. Kế tiếp là thoát khỏi bệnh tật, kể cả là bệnh nặng hay nhẹ, có được sức khỏe và trường thọ. Kế tiếp là người gặp nạn nguy cấp, hãy đọc kinh chú này, sẽ được chư Phật, chư Bồ Tát đến giúp đỡ. Kế nữa là có được tài lộc, không còn chịu cảnh nghèo đói, khốn khổ thiếu thốn nữa. Kế tiếp là người dính vào kiện tụng, ngục tù, bị đánh đập, hành hạ, chỉ cần niệm thần chú này sẽ được giải thoát. Thứ nữa là trong cuộc sống gặp nhiều may mắn, thân tâm an nhàn, vui vẻ, gặp thuận duyên để dễ dàng tu tập. Và cuối cùng là được mở rộng trí tuệ, thông minh, học một hiểu mười, nhờ thế mà thành công trong sự nghiệp và đạo Pháp. Đó là hết phần công năng của bài Bạch Y Quán Âm Chân Ngôn. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại, chúng ta đọc bài chú thêm một vài lần nữa để chúng ta có thể dễ dàng nắm bắt. Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dharmaya, Namasanghaya, Nam Arya Valokiteshvaraya, Bodhisattvaya, Mahasattvaya, Mahakarunikaya, Tadyatha. Om Garavata Garavata Gahamvata Rajavata Rajavata Swaha. Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namasanghaya,
Namo Aryavalokiteshvaraya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahakarunikaya Tadyatha. Om Garavata Garavata Gahamvata Rajavata Rajavata Swaha. Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namasanghaya, Namo Aryavalokiteshvaraya, Bodhisattvaya, Mahasattvaya, Mahakarunikaya, Tadyatha. Om Garavata, Garavata, Gahamvata, Rajavata, Rajavata Swaha. Rồi, bài chú này thì chúng ta đọc như thế. Xin kính chúc các bạn đọc tốt phần chú này. Xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào lần kế tiếp.